Xin giới thiệu với các bạn là một cái bộ hộp số CVT. Cái này gọi là hộp số tự động cũng đúng. Hộp số tên khoa học gọi là hộp số CVT. Cái này của nó là cái nắp tre nhựa ở bên ngoài các bạn nhé. Đấy, cái nắp nhựa tre bên ngoài thôi. Cái này mình bỏ sang một bên. Cái loại này thì nó làm rất là gọn, ngắn gọn. Ngắn hơn của xe ga rất là nhiều. Kích thước chiều dài của nó chỉ rơi vào khoảng 22-23 cm thôi, tổng chiều dài. Thì đây là cái bộ côn của nó đây. Đấy. Cái này lắp đặt của nó rất là đơn giản thôi. Thì mình thông qua một số cái thông số như cái lỗ trục như này. Thì trục này nó có nhà mình đang bán 3 loại là trục 19, trục 20 và trục 25 mm các bạn nhé. Đấy. Các bạn có thể mua về để đổ vào những cái động cơ không giảm tốc. Đấy. Hoặc là những cái máy có tốc độ khoảng 1.500 vòng trên phút mà các bạn độ vào cái bộ số truyền này là rất là hợp lý luôn. Trước mình có đăng video để về cái tỷ số truyền của nó, về về cách lắp đặt thì có đăng cách đây lâu rồi, các bạn có thể xem lại video video trước. Đấy. Đây, cái phần lập bích này này nó khoan rất là nhiều lỗ này. Các bạn lắp lên vỏ thân máy hay lắp lên thân động cơ, các bạn lắp lên những cái lỗ ốc này. Đấy.